Xin chào tất cả các anh chị. Các anh chị đang băn khoăn thắc mắc là tại sao tôi làm được video đó không anh? Và hôm nay Trần Văn Hảo sẽ tiết lộ cái bí mật làm sao tôi làm được video anh chị nhé. Nếu anh chị thấy cái video này hay thì anh chị đừng bỏ lỡ qua cái video này. Bởi vì ngay sau đây tôi sẽ tiết lộ cho các bạn một số công thức, một số bí mật cực kỳ quan trọng để các bạn là một người bình thường các bạn vẫn làm được YouTube sao cho nó có nổi nhất. Và mình có cái gì mình băn khoăn á, mình cứ đưa lên YouTube thì họ sẽ được nhận được cái kiểu gì, hoặc cũng sẽ nhận một người nào đó, một số người nào đấy sẽ nhận được cái giá trị từ bạn trao ra. Mà biết đâu đấy một ngày nào đấy mình không còn ở trên thế giới này nữa thì cái con người của mình vẫn được trao giá trị cho mọi người anh chị ạ. Đấy là điều tuyệt vời đúng không anh chị? Nếu anh chị thấy video này hay thì hãy đăng ký ngay cho tôi cái chữ đăng ký nha. Đăng ký kênh của tôi để những video tiếp theo tất nhiên tôi sẽ còn rất là nhiều. Ngày hôm nay tôi chỉ có 26 video đến thời điểm này thôi. Và riêng ngày hôm nay thì sẽ có một cái video riêng, một video riêng không nói gì buôn bán gì trong đây hết anh chị ạ, không có bán chắc cái gì hết, chỉ có một cái video nhỏ để giúp cho các bạn hiểu vì sao tôi làm được video, vì sao tôi làm được YouTube mà đứng trước ống kính nói chuyện với anh chị như thế này rất là tự nhiên đấy anh chị theo. Thì anh chị có mong muốn không ạ? Mong muốn thì đăng ký kênh của tôi ngay và chia sẻ cho những ai cũng giống như anh chị được, người ta được biết cái thông tin này anh chị nhé. Thế thì để làm được video á, trước mắt là bạn phải có một người thầy, và tôi đó là được rất là may mắn được gặp thầy Phạm Thành Long, một người Việt Nam, người Việt Nam anh chị ạ, rất là tài. Đây khóa học này nó cũng là khóa học đặc biệt của trên thế giới mà. Một luật sư, một diễn giả và một nhà đào tạo doanh nhân. Thầy đã cho đi rất là nhiều. Thầy cho đi ngay kênh YouTube ấy, anh chị chưa có tiền anh chị cứ lên trên đấy. Anh chị xem thì anh chị cũng đã nhận được cái năng lượng từ thầy. Nếu mà mình buôn bán mà mình không có năng lượng thì chắc chắn mình không phải là người chiến thắng được rồi, đúng không anh chị? Vậy thì điều đầu tiên tôi biết ơn thầy đó là gì? Qua cái kênh YouTube, thầy đã chia sẻ vô cùng sâu sắc. Thầy cho đi từ cái người không có tiền đến người cao cấp. Thì anh chị bây giờ nếu mà trong trường hợp mà mình đang còn băn khoăn, mình đang tìm hiểu thì anh chị vẫn cứ xem cái kênh YouTube của thầy miễn phí được. Tất nhiên tôi cũng là một người đang làm bên bảo hiểm, mà anh chị biết rằng là cái việc giới thiệu sản phẩm bảo hiểm, đây là sản phẩm vô hình, cực kỳ khó anh chị ạ. Đôi khi một đối một, tư vấn một một, nhiều người còn từ chối. Hơn chi nữa là gì? Mình tư vấn qua cái công nghệ trên internet như thế này, không nhìn được thấy hình ảnh và gọi là không sờ nắm được mà lại bán được cái hợp đồng bảo hiểm, thì anh chị thấy thế nào? Đây có phải là điều tuyệt vời không ạ? Nhưng mà tôi tin chắc rằng là gì, trong tương lai đây là cái công nghệ vô cùng hữu ích cho tôi cũng như cho mọi người. Bởi vì anh chị biết không, cái thế giới của chúng ta đang ngày càng đảo lộn. Năm này thiên tai, năm sau thì biến cố, năm sau nữa thì gì, khủng hoảng rất là nhiều. Và hiện tại bây giờ là anh chị thấy rằng cái video tôi đang làm đây đang là thời gian là đang là đại khủng hoảng của cái Covid, con vi khuẩn, con virus Covid-19. Chắc anh chị cũng đã thấy rằng là đài báo đang liên tục kêu gọi bằng cách này, bằng cách khác phải có cái phương pháp để phòng chống cái cơn đại dịch này. Nó đã cướp biết bao nhiêu triệu người, tính tới thời điểm này đã trên 23 triệu người tử vong rồi anh chị ạ. Còn biết bao nhiêu triệu người đang bị nhiễm vào nó. Và anh chị biết rằng là gì? Cái con virus ấy, con virus nó dính vào con người nào á, thì thường thường là nó không thể hết được. Vi khuẩn thì hết được anh chị ạ. Con virus thì nó chỉ là ngủ đông thôi, ngủ đông. Kháng sinh đâu có diệt được nó đâu, đúng không anh chị? Và một số người nào đấy có hệ miễn dịch cao thì người ta mới đào thải nó ra được thôi. Còn phần đa là nó dính vào đó và nó nằm trong đó và nó ngủ, chọn thời điểm thích hợp là nó sẽ tấn công. Cho nên thầy đã nhắc nhở chúng tôi là gì, hãy phòng tránh nó, không nên tham gia vào cuộc khủng hoảng này. Là vì vậy rất là biết ơn thầy, rất biết ơn thầy, cảm ơn thầy Long, cảm ơn thầy, và thầy đã cho chúng em được nhiều điều quý giá. Điều thứ hai nữa là tôi đã được học cái lớp sales system của thầy qua online, cũng đã nhận được rất là nhiều giá trị. Sau đó là được 3 ngày học ở Hà Nội. Và tiếp theo đấy là thầy giới thiệu rằng là gì?
Cuộc sống của chúng ta thời buổi bây giờ, nếu mà chúng ta không sử dụng công nghệ thì chúng ta đã thua, thua ngay từ trận đầu. Bởi vì bao nhiêu con người, kể cả từ người nhỏ đến người lớn, đứa trẻ mới ra 3 tuổi, 2 tuổi người ta đã sử dụng, biết sử dụng điện thoại rồi anh chị ạ. Cho nên là khách hàng ở đâu thì mình ở đấy, mình trao giá trị ở đấy để khách hàng người ta nhận một cách dễ dàng nhất. Mình cũng không ảnh hưởng gì đến cái thời gian của họ, họ sắp xếp được thời gian lúc nào họ xem mình là quyền của họ. Và mình chỉ biết rằng là mình cho đi, mình cứ cho đi những cái kiến thức của mình để nào một ngày nào đấy biết đâu rằng là gì, sẽ có được một người, một số người sẽ có một cái lời cảm ơn mình. Thì với cái mong muốn là gì, không giới hạn, không giới hạn cho đi của tôi thì tôi đã làm cái kênh này, và hiện tại tôi đã đang học cái khóa học video marketing của thầy. Thì anh chị biết rằng là cái khóa học này vô cùng tuyệt vời, với 28 ngày là anh chị đã trọn vẹn làm được cái video rồi, làm được cái video kênh của bạn đã nổi trên YouTube rồi anh chị ạ. Nếu anh chị muốn, mong muốn học được làm video thì cách đơn giản nhất là các anh chị hãy đăng ký ngay cái khóa học của thầy. Và nên nhớ rằng là bất cứ cái gì có thành công hay không là bạn phải làm, bạn phải làm ngay cái khóa học 28 ngày đây này. Bạn muốn thành công thì bạn phải làm, thầy ra tiêu đề như thế nào mình phải làm, hoàn thành tốt tiêu đề như đấy. Vì riêng với tôi ấy thì tôi đã cảm nhận được là cái điều tuyệt vời vô cùng đó là gì, tôi đã chiến thắng được chính bản thân tôi 28 ngày qua với năng lượng khoảng 200% anh chị ạ. Căng thẳng, phải nói là căng thẳng, cứ ăn rồi làm để chỉnh sửa, làm để chỉnh sửa. Mà công nghệ anh chị biết rằng là công nghệ độ nhiều người vô cùng là khó khăn, cái đâu có phải là dễ đâu, đúng không ạ? Cho nên là cái việc kiên trì của bạn đúng thực sự là giúp cho bạn thành công. Cho nên hôm nay cái cảm nhận đầu tiên của tôi đó là gì, tôi đã thành công được cái công việc mà thầy đã chỉ bảo cho tôi, đó là làm đúng tiêu đề, làm đúng dung lượng, làm đúng chủ đề và hoàn thành, hơn là nhỉ, hoàn thiện. Vì tôi đã được học được thầy và tôi đã thành công. Đến hôm nay là ngày 26 tôi đã thành công. Cái việc thành công của tôi ấy là tôi sẽ tin tưởng thầy rất là cao, sau đó là tôi sẽ áp dụng thường xuyên. Tôi cho đi thường xuyên. Hôm nay là ngày 20, video thứ 26 thôi, nhưng mà tôi tin chắc rằng là sẽ còn rất là nhiều những cái video sau. Tôi sẽ làm tốt hơn, tôi trao giá trị cực kỳ tốt hơn cho tất cả các anh chị. Không phải là bảo hiểm nhân thọ nữa mà tôi trao cho anh chị rất là nhiều những cái kiến thức mà tôi đã đạt được. Tôi sẽ cho đi cho anh chị vô cùng, tôi không giấu một bất cứ cái gì anh chị ạ. Bất cứ cái gì tôi sẽ cho các anh chị, và các anh chị nếu mà có cái nhiệt huyết giống như tôi thì anh chị hãy tương tác và anh chị hãy chia sẻ những cái ý kiến của anh chị ạ vào cái kênh của tôi, để tôi cũng có một cái gì đấy tôi có giúp được cho anh chị thì tôi sẽ giúp, còn nếu mà tôi không giúp được á thì tôi sẽ hỏi những cái người cao hơn, những người biết hơn, thì tôi cũng nắm bắt được cái tình hình đấy, tôi sẽ trao cho anh chị. Thậm chí tôi sẽ làm riêng một cái video để tôi tặng cho anh chị cái vấn đề mà nhiều người đang quan tâm luôn anh chị ạ. Vậy thì hôm nay cái video này tôi chỉ muốn nói rằng là cái cảm nhận của cái khóa học này, thì đầu tiên là rất biết ơn thầy. Cái thứ hai là qua thầy thì em đã hình dung được em phải làm, và làm thực sự là ngay thầy chỉ bảo cái cách là gì, cái tạo ra cái hình ảnh bìa, đấy là điều tuyệt vời. Cái thứ hai là cái tiêu đề là phải chuẩn. Cái thứ ba nữa là gì, phải biết quay phim anh chị ạ. Rất hay, cái kỹ thuật ở đấy là điều tuyệt vời. Tuy nhiên là không ai thành công từ lúc ban đầu, cuộc sống của chúng ta cũng như vậy thôi, nó phải gì, năn nê bò chòi trườn rồi là lẫy rồi mình mới đi được, mà đi được thì đôi khi còn ngã, thì tôi nghĩ rằng đây là cái chuyện bình thường anh chị ạ. Tôi nghĩ rằng cái chuyện bình thường. Hôm nay tôi làm video này thì tôi cũng cảm ơn thầy và cũng muốn chia sẻ cho anh chị rằng là muốn thành công không còn cách gì khác là bạn phải hành động, và bạn hành động theo cái lý tưởng, cái ước mơ, cái lý do của bạn là tại sao bạn cần phải làm video, tại sao mà bạn cần mua đất, tại sao bạn cần làm ô tô, thì bạn có cái lý do chính đáng. Lúc nào bạn chán đó nhé, lúc nào bạn chán thì bạn hãy làm cái video và bạn nhớ lại cái lý do đấy, thì chắc chắn là bạn sẽ vượt qua được rất là nhiều. Cảm ơn thầy tuyệt vời. Và nếu mà bạn thấy video này hay thì bạn hãy đăng ký kênh của tôi, hãy chia sẻ cho những người nào cũng biết. Và nếu mà bạn còn băn khoăn gì về cách làm video, bạn hãy alo cho tôi, liên hệ tôi sẽ giúp bạn, tôi sẽ giúp bạn. Tôi đảm bảo tôi sẽ giúp bạn. Quan trọng là bạn có muốn tương tác với tôi hay không ạ? Cái số của tôi đây này, 097 6875 413 sẽ sẵn sàng giúp đỡ bạn để cho bạn biết cách kỹ thuật để bạn làm video, được không ạ? Còn tất cả những cái vấn đề gì và cuộc sống tôi thì chuyên ngành bảo hiểm. Nếu bạn có băn khoăn gì bảo hiểm thì bạn cứ alo tôi sẽ miễn phí cho các bạn. Sau đó là các bạn chọn một cái người nào tư vấn chuyên nghiệp mà gần bạn nhất,
Bạn cho người ta tư vấn để người ta phục vụ bạn cũng được mà, không có vấn đề gì anh chị nhé. Quan trọng nhất là anh chị có bảo hiểm, đấy là niềm hạnh phúc của tôi rồi. Việt Nam của chúng ta còn 90% chưa có bảo hiểm đâu, cho nên cái việc của chúng tôi làm ở đây ấy, để giúp cho các anh chị rằng là không phải là tôi đang kiếm chắc gì từ các anh kia các chị, mà tôi đang giúp bảo vệ cái tương lai gia đình người thân của các chị ở chỗ đấy. Bạn có quyền hỏi tôi tư vấn cho bạn miễn phí, tôi không, tôi cam kết rằng là tôi không có lấy gì từ bạn nha. Sau đó là bạn cần hướng dẫn tiếp theo những cái vấn đề gì tôi sẽ hướng dẫn cho bạn tận tình đấy. Tuy nhiên nếu mà bạn cứ nhất quyết là bạn phải nhờ tôi tư vấn, nhờ tôi làm hợp đồng, nhờ tôi chăm sóc thì tôi càng cảm ơn bạn, tôi rất sẵn sàng vì điều đó. Thôi, Trần Văn Hảo xin chào và hẹn các bạn trong những video tiếp theo. Ok, bye bye.